cô cần giúp hùng bạn. Thoải xin cảm ơn. Lùi lại nếu không ta sẽ bắn. Nữ hoàng Lydia muốn gặp người. Người nói gì? Anh nghĩ sao nếu tôi và anh bên nhau mãi mãi? Cái gì? Anh để tôi chứng minh tình cảm của tôi dành cho anh nha. Anh nhìn tôi có xinh không nè Jack? Để tôi trình bày một bài hát thể hiện tấm chân tình này. Đường vào con tim. Chuyện gì vậy trời? Đón xem Jack Phiêu Lưu Ký phát sóng lúc 17 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV3 Dreams TV.